Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua mưa lớn xảy ra ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, khiến nước sông dâng cao, một số diện tích đất canh tác bị ngập lụt, đường xá hư hỏng. Kể từ tuần trước, nhiều khu vực của tỉnh Giang Tây đã có mưa vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Đợt mưa này có cường độ cao và phạm vi rộng, gây ra các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các lưu vực nhỏ, ngập úng ở các thành phố trũng thấp, sạt lở đất và dòng mảnh vụn. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây áp dụng các biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên cấp quận theo thành phố, kiểm tra ngẫu nhiên các thị trấn theo quận, kiểm tra ngẫu nhiên cấp hồ chứa theo thị trấn và kiểm tra cấp 1. Theo dự báo của Cục Khí tượng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào hôm thứ Tư. Trước đó, thông tấn xã Trung Quốc cho biết, từ 3 ngày qua, tỉnh Giang Tây hứng chịu những cơn dông bão liên tục hiếm gặp. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết rằng, tính đến trưa hôm nay, 410.000 người trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất và dòng chảy mảnh vụn, và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ 3 cấp từ 12 giờ trưa nay. Theo dữ liệu do cơ quan khí tượng địa phương cung cấp, kể từ hôm Chủ nhật ở tỉnh Giang Tây, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn liên tục bao trùm một khu vực rộng lớn. Trong số 166.900 km2 đất của tỉnh Giang Tây, diện tích mưa lớn bao phủ lên tới 77.000 km2, diện tích mưa bão lên tới 39.000 km2. Bị ảnh hưởng do mưa bão, nhiều con sông ở Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo. Vào lúc 0 giờ ngày thứ Ba, mực nước đỉnh lũ vượt mức cảnh báo 0,84m. Vào lúc 8 giờ ở trạm Tương Đồn, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo là 0,43m. Trạm núi cao hơn mức cảnh báo 0,37m, mực nước vẫn đang lên. Hồ chứa Giang Khẩu đã ở trên mực nước giới hạn lũ và có 4 hồ chứa cỡ trung bình trong tỉnh vượt quá mực nước giới hạn lũ. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Giang Tây dâng cao, đất canh tác ở các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 410.000 người tại 186 thị trấn thuộc 22 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng, 600 ngôi nhà bị sập, 36.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 250 triệu nhân dân tệ. Hơn 3.300 người đã được di chuyển đi trước thời hạn mà không gây thương vong. Tình hình thiên tai chi tiết vẫn đang được thống kê thêm. Hiện tại, lượng mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Giang Tây và thành phố Nam Xương. Hôm thứ Ba, sau khi Chiết Giang khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt, cảnh báo mưa bão màu vàng lại vang lên. Hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh tạm ổn định. Thời tiết mưa mấy ngày qua đã khiến mực nước ở đây dâng lên rất nhiều. Ông Chen, một người dân Hàng Châu, chỉ vào sông Tiền Đường và nói với các phóng viên rằng ông lo lắng mực nước dâng cao thêm một lần nữa sẽ gây ra lũ lụt. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính phủ đang thực hiện các biện pháp để phòng tránh lũ. Ông cho biết, mưa lớn trong vài ngày qua đã khiến mực nước ở trung và thượng lưu sông Tiền Đường nói chung tăng lên. Để đối phó với lượng mưa lớn liên tục ở Chiết Giang trong vài ngày qua, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 4 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua. Hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 6 giờ. Dự kiến trong 12 giờ tới, Hồ Châu, Gia Hưng, Hàng Châu, Cù Châu, Thiệu Hưng và phía Bắc Kim Hoa ở Chiết Giang vẫn sẽ có mưa lớn và sét hơn 80mm. Được biết, từ trưa đến đêm nay, ở Bắc và Trung Chiết Giang sẽ có mưa rào hoặc dông, có nơi mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày mai, mưa ở Bắc Chiết Giang sẽ tạnh và chuyển nhiều mây. Các khu vực khác có mưa rào và dông, hoặc có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày mốt, Bắc Chiết Giang nhiều mây, các khu vực khác sẽ có mưa rào hoặc dông. Tình hình lũ lụt ở Chiết Giang về cơ bản đã ổn định. Các vùng mưa tập trung chủ yếu ở trung và thượng lưu sông Tiền Đường. Tính đến 8 giờ sáng thứ Ba, trên địa bàn tỉnh có 54 trạm có lượng mưa lớn hơn 180mm, 9 trạm có lượng mưa lớn hơn 230mm. Do lượng mưa lớn nên đỉnh lũ đã xuất hiện ở dòng chính thượng và trung lưu sông Tiền Đường. Lúc 8 giờ hôm nay, mực nước tại ga Lan Tây, tỉnh Chiết Giang lên tới 28,16m, vượt mực nước cảnh báo 0,91m. Hiện tại, mực nước của hồ chứa quy mô lớn đang ở dưới mực nước giới hạn lũ và các hồ chứa cỡ trung bình như Hoàng Tân Khẩu, sông Cát Đô, Đông Phương Hồng, Thanh Sơn Điếm,
Phân Thủy Giang và cầu Đồng Tế đã đạt hoặc vượt mực nước giới hạn lũ. Được biết, Văn phòng Phòng chống hạn hán tỉnh Chiết Giang đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt theo kế hoạch khẩn cấp phòng chống hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh Chiết Giang, Hàng Châu, Củ Châu, Kim Hoa và các thành phố khác đã đưa ra các cấp độ khẩn cấp tương ứng, ứng phó kịp thời tùy theo điều kiện của địa phương. Để ứng phó với các thiên tai do mưa lớn có thể xảy ra, tăng cường công tác quan trắc dự báo, cảnh báo sớm mưa lũ, tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm các công trình thủy lợi như hồ chứa, kè sung yếu, công trình thủy lợi nhỏ, thiên tai lũ lụt trên núi phía thượng nguồn, triển khai các dự án bảo tồn nước một cách khoa học, hồ chứa Thông Sơn Nguyên, Kỳ Tích và các hồ chứa cỡ trung bình lớn khác đã được xả trước khi đỉnh lũ đến và cống Trường Sơn và cống Nam Đài Đầu ở Nam Hàng Gia đã được mở để thoát nước trước. Kính thưa quý vị, trong năm nay, Trung Quốc hết cơn bão này đến cơn bão khác và lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ lụt ở Trung Quốc năm nay, thiên tai lũ lụt nhìn chung nặng nề hơn so với cùng kỳ trong lịch sử. Cho đến nay, 29 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương đã hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với số dân bị ảnh hưởng lên tới 120 triệu người, gần 130 triệu mẫu đất canh tác và 1.200 người chết do thiên tai và 31 người thiệt mạng. 650.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 91,9 tỷ nhân dân tệ. Các tỉnh bị thiên tai nghiêm trọng là Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu. Điều này đã được Kinh Bình, Tổng Thư ký của Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, Giám đốc Văn phòng Phòng chống và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết vào hôm nay. Ông cho biết kể từ đầu mùa lũ năm nay, thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc diễn ra rất nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra nặng nề hơn so với cùng kỳ lịch sử, nhưng số người chết ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, cùng thời kỳ trong lịch sử. Thiệt hại kinh tế đã lên tới 91,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 80 tỷ nhân dân tệ trong cùng thời kỳ lịch sử. Số người chết do lũ lụt là 1.231 người so với 1.800 người trong cùng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, thiên tai lũ lụt trên núi bao gồm lũ lụt trên núi, sạt lở đất và lở đất đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là số người chết. 92% của tất cả các trường hợp tử vong là do lở đất và lở núi. Đồng thời, một số khu vực liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Đặc biệt là Phúc Kiến đã 4 lần hứng chịu bão và mưa lớn. Các tỉnh này liên tục bị thiên tai và thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với cùng kỳ trong lịch sử. Thiên tai đa dạng cũng là một đặc điểm nổi bật của mùa lũ năm nay, với các loại thiên tai gió, mưa, ngập úng, địa chất đồng loạt xuất hiện. Vì bốn đặc điểm này, số lượng thiên tai trong năm nay cao hơn đáng kể so với cùng kỳ trong lịch sử. Thưa quý vị, hơn 200 triệu người ở Trung Quốc bị lũ lụt vào tháng này đã khiến 1.660 người thiệt mạng và 166,2 tỷ nhân dân tệ bị mất. Kinh Bình, Tổng Thư ký của Đại hội đồng Quốc phòng, tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đại hội đồng Quốc phòng năm nay đã thảo luận về thảm họa lũ lụt và hạn hán năm ngoái. Công việc chính được thực hiện kể từ lần trước lũ lụt năm nay và những vấn đề tồn tại về kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán. Những vấn đề chính và gợi ý cho việc sắp xếp các công việc tiếp theo đã được báo cáo. Toàn văn đề cương báo cáo được đăng trên trang web của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm nay. Kinh Bình cho biết trong đề cương báo cáo rằng năm ngoái có 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương đã bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là 224,5 triệu ha, 123,25 triệu ha bị mất trắng, dân số bị ảnh hưởng là 200,26 triệu, 1.660 người chết, 1,53 triệu ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 166,2 tỷ nhân dân tệ. Trong số 1.660 người chết vì lũ lụt, 1.400 người chết do lũ cuốn, lở đất và lở núi. Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, An Huy, Giang Tây, Liêu Ninh và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Báo cáo chỉ ra rằng, so với những năm bình thường, thiên tai lũ lụt năm ngoái có đặc điểm là diện tích bị ảnh hưởng rộng, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai lớn, thiệt hại kinh tế trực tiếp lớn và số người chết do thiên tai ít. Diện tích bị ảnh hưởng lũ lụt cả nước tăng thêm 5% so với bình thường. Dân số bị ảnh hưởng lũ lụt tăng thêm 14%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng thêm 44%, số người chết giảm 47%. Diện tích bị hạn hán vào mùa xuân năm ngoái lên tới 212 triệu hectare, gần bằng mức trung bình nhiều năm 8,37 triệu người và 6,37 triệu gia súc lớn phải chịu khó khăn tạm thời với nước uống do hạn hán. Trong số đó, Vân Nam, Hải Nam, Ninh Hạ, Sơn Tây và các tỉnh khác bị hạn hán với diện tích 66,33 triệu ha, nhiều hơn 96% so với mức trung bình hàng năm là 33,8 triệu ha. Theo thống kê, thiên tai lũ lụt và mưa lớn gần đây ở miền Nam đã gây ra tổng cộng
27.832.200 người tại 7 tỉnh gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc, 101 người thiệt mạng, 26 người mất tích và 775.300 nạn nhân được khẩn trương di chuyển và tái định cư. Ngoài ra, mưa lũ kéo dài còn khiến 2.134 hectare cây trồng bị thiệt hại, trong đó mất trắng 350.850.000 hectare. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3.689 tỷ nhân dân tệ. Kể từ cuối tuần trước, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc, phía đông Tứ Xuyên và phía nam Thiểm Tây tiếp tục có mưa to đến rất to. Một số khu vực đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, ngập úng, lở đất và sạt lở ở khu vực núi ở 7 tỉnh, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc. Từ hôm thứ Tư đến thứ Bảy, mưa lớn đã đổ xuống hầu hết các vùng của Giang Tô và An Huy. Dòng chính của sông Hoài Hà thường vượt quá mực nước cảnh báo. Hôm thứ Bảy, thiên tai lũ lụt ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Hà Nam đã dần ổn định. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!